Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi gặp lại các bạn trong channel của Hùng ngày hôm nay nhé. Và hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa. Ngôi chùa này có tên là chùa Giác Nguyên, hay còn gọi là Tổ đình Giác Nguyên. Và ngôi chùa tọa lạc tại 129 Bến Vân Đồn, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và cùng chiêm bái ngôi chùa. Và ngay ở trước sân chùa, trước Phật điện thì ngôi chùa có thờ một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và đây chính là Bảo Tháp Chư Tổ, được xây dựng vào năm 1991. Và chùa được 4 vị Hòa Thượng Thích Hành Trụ và Hòa Thượng Thích Thiện Tường, cùng với đó thì Hòa Thượng Thích Thới An và Hòa Thượng Thích Hành Nguyện đã sáng lập ra ngôi chùa vào năm 1947. Một hình ảnh hết sức là đẹp và hạnh phúc. Đây chính là Đức Phật Di Lặc, là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy. Theo như truyền thuyết thì niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những muộn phiền, giận dữ, áp lực hay căng thẳng của con người thành hạnh phúc lớn lao nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trong tầng trệt. Đây chính là chánh điện của ngôi chùa. Cùng với đó thì tầng trệt của chánh điện được thờ bộ tượng Di Đà Tam Tôn. Di Đà Tam Tôn thường được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đó là Phật A Di Đà ở giữa, Bồ Tát Quan Thế Âm bên tay trái. Và bên tay phải chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Bây giờ thì mình xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lên trên tầng 2 để tham quan và cùng chiêm bái nét đẹp độc đáo của ngôi chùa. Và bàn thờ chính của chánh điện tầng 2 được thờ Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với lại hai vị tôn giả, đó là Ca Diếp và A Lan Đà. Đây là hai đại đệ tử của Phật Thích Ca khi ngài còn ở thế gian.
Và đây chính là tầng 3 của chánh điện. Các bạn có thể thấy tầng 3 của chánh điện được thờ một bức tượng Thích Ca bằng đồng rất lớn. Không gian bên trong của chánh điện tầng 3 được thờ rất nhiều các pho tượng Phật quý và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý. Sau khi chùa được bốn vị hòa thượng sáng lập vào năm 1947, thì đến năm 1984, hòa thượng Thích Minh Nghĩa kế vị trụ trì ngôi chùa cho đến ngày nay. Hiện nay thì mình vẫn đang trên lầu 3 của khu ban công. Và vừa rồi thì mình cũng đã review toàn cảnh của ngôi chùa và cũng đã nói sơ qua về lịch sử cũng như sự hình thành. Và mỗi người có một cách nhìn nên video của mình có thể không tránh khỏi những thiếu sót. Và mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả để chúng ta cùng chia sẻ được nhiều kiến thức, những kinh nghiệm hơn. Mình xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Vừa rồi thì mình cũng đã review toàn cảnh của Tổ đình Giác Quyên ta lại tại Cảnh Tư, thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn cùng chia bán với mình. Và video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký, một like cùng một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.